Kính thưa quý khán giả, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã khép lại với chiến thắng dành cho cựu Tổng thống, ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump. Tuy nhiên, vấn đề mở ra lúc này là chính sách điều hành kinh tế của chính phủ Mỹ sẽ như thế nào dưới thời của ông Trump lần thứ hai. Đây sẽ là nội dung được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề Thế giới ra sao với chính sách của ông Trump làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn. Mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, hiện nay với tầm ảnh hưởng cả về chính trị lẫn kinh tế, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ luôn là sự kiện quan trọng, có tác động sâu rộng đến các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Nếu bà Kamala Harris đắc cử sẽ tiếp tục di sản của người tiền nhiệm, Tổng thống Joe Biden, có thể ít tạo ra các nguy cơ về sự mất ổn định, nhưng sự trở lại của ông Donald Trump sẽ tạo ra cơ hội cho ông tiếp tục các chính sách được xem là đã làm gián đoạn quan hệ thương mại quốc tế kể từ năm 2018. Về phát triển kinh tế trong nước, ông Trump tập trung vào việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và giảm thiểu các quy định cho doanh nghiệp lớn. Với chính sách kinh tế đối ngoại, ông Trump cam kết tiếp tục các chính sách thương mại nghiêm ngặt, bao gồm việc tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và có thể mở rộng sắc thuế này tới các quốc gia khác. Nhiều khả năng, ông Trump đề xuất mức thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và 10-20% đối với hàng hóa từ các quốc gia khác. Còn nhớ trong nhiệm kỳ trước của mình, chính quyền của ông Trump đã áp dụng thuế quan lên đến 550 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, với mức thuế từ 7,5% đến 25%. Như vậy, nếu như thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ vì thuế, đây lại là lợi thế cho Việt Nam, bởi sẽ trở thành sự lựa chọn thay thế ở một mức độ nào đó cho Trung Quốc trong chuỗi cung ứng. Chẳng hạn, các nhà bán lẻ Mỹ tìm cách giảm thiểu tác động của thuế quan lên hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ, sẽ chuyển hướng sang sản xuất hàng hóa tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Trong nhiệm kỳ trước, với cương vị Tổng thống, ông Trump đã ban hành thuế đối với thép và nhôm, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Mức thuế ban đầu được ấn định là 25% đối với thép và 10% đối với nhôm. Động thái này đã gây ra các mức thuế trả đũa từ Canada và Liên minh châu Âu nhắm vào hàng nông sản xuất khẩu của Mỹ, gây tổn hại cho nông dân Mỹ. Song ông Trump lập luận rằng các mức thuế này sẽ bảo vệ việc làm và các ngành công nghiệp của Mỹ và tuyên bố điều này sẽ khuyến khích sản xuất trong nước, giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nước ngoài. Tuy nhiên, nếu những vấn đề này tiếp tục áp dụng vào nhiệm kỳ thứ hai của mình, các nhà kinh tế lo ngại rằng một mức thuế chung mới sẽ khiến các đối tác thương mại trả đũa nhiều hơn nữa, có khả năng gây ra một cuộc chiến thương mại mới và tạo ra một chu kỳ căng thẳng leo thang, có thể gây hại cho nền kinh tế của các bên. Việt Nam với nền kinh tế rất mở, trong đó doanh thu thương mại chiếm 158% GDP. Mỹ là đối tác xuất khẩu lớn nhất với xuất siêu 83 tỷ đô la Mỹ, còn Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn nhất với nhập siêu 49 tỷ đô la Mỹ. Từ đó cho thấy, kinh tế Việt Nam sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng từ kết quả bầu cử Mỹ. Theo giới phân tích, tác động đầu tiên trong ngắn hạn, Việt Nam đồng có khả năng phải đối mặt với áp lực giảm giá lớn hơn để thực hiện các chính sách kinh tế của mình. Điều này sẽ khiến dư địa chính sách tiền tệ của Việt Nam không còn, từ đó tác động tiêu cực tới nền kinh tế nói chung và khả năng sinh lời của ngành ngân hàng nói riêng. Thêm vào đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ có thể gặp thách thức nếu Trump áp dụng thuế nhập khẩu cao đối với tất cả hàng hóa như ông tuyên bố. Các ngành xuất khẩu gồm thủy sản, dệt may, xăm lốp, đồ gỗ, thép có thể sẽ đối mặt với suy giảm nhu cầu từ thị trường Mỹ vì thuế tăng giá sẽ tăng. Tuy nhiên, khó khăn này có thể bù đắp phần nào nếu các doanh nghiệp Việt Nam có thể lấy được một phần miếng bánh xuất khẩu từ Trung Quốc. Nên nhớ, việc giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng hóa từ Trung Quốc là chiến lược xuyên suốt của hai đời Tổng thống Mỹ gần đây. Vì vậy, xu hướng FDI từ Trung Quốc sang các quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam, được dự báo sẽ tiếp diễn trong các năm tới. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ sự tăng trưởng FDI của Việt Nam. Các doanh nghiệp bất động sản, khu công nghiệp, vận tải và kho bãi sẽ được hưởng lợi nhờ sản lượng hàng hóa gia tăng. Cho đến lúc này, cả thế giới chưa thể biết việc ông Trump đánh thuế 60% đối với Trung Quốc và 10% đối với các nước hay không, bởi ông Trump có rất nhiều thay đổi khi nhậm chức.
nhưng có lẽ các ngân hàng trung ương các nước sẽ rất bận rộn để tính toán xem tác động nếu có đến nền kinh tế nước mình là bao nhiêu. Từ Vương quốc Anh, tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol đã có những bình luận với đầu tư tài chính. Dạ vâng, câu chuyện của ông Donald Trump khi trở thành tổng thống thì cái yếu tố đầu tiên mà mọi người đang nói đến rất nhiều đó chính là cái chính sách về đánh thuế lên hàng xuất khẩu của các nước vào Mỹ. Và trong đó thì Việt Nam cũng là một trong những nước có cái thặng dư thương mại lớn đối với Mỹ, cho nên là chúng ta sẽ gặp những cái thách thức. Cho đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa biết rằng là thật ra ông ta sẽ có thể thực hiện được những lời hứa của mình, ví dụ như là đánh thuế 60% lên hàng Trung Quốc, 10% lên các nước khác, và có những cái động thái tương tự đối với một số cái lĩnh vực mà các nước xuất khẩu rất nhiều vào Mỹ, và Việt Nam chúng ta cũng nằm trong số đó, trong một số món hàng ví dụ như dệt may, như vấn đề về một số về đề điện tử. Cho đến lúc này chúng ta cũng biết rằng là ông Trump là một cái người hay thay đổi, và những cái gì mà ông ta nói ra trước đó có thể thay đổi nếu như có được một cái thỏa thuận tốt hơn từ phía nước đối diện. Cho nên là chúng ta vẫn chưa biết được chắc chắn là ông ta sẽ làm gì, nhưng chắc chắn là cho đến lúc này mọi người tin rằng là các ngân hàng trung ương các nước và các nhà kinh tế của các nước cũng đang rất bận rộn để tính toán xem là tác động là nếu có của những cái mức thuế quan này lên nền kinh tế là bao nhiêu, và nó có thể sẽ tác động đến lạm phát toàn cầu hay không. Nó có thể dẫn đến một cái cuộc chiến thương mại toàn cầu nơi mà Trung Quốc và EU cũng sẽ đáp trả Mỹ nếu Mỹ thực hiện việc áp thuế quan. Và nếu điều đó xảy ra thì IMF cảnh báo là trong tình huống xấu nhất thì có thể làm mất đi 7% GDP của toàn cầu trong khoảng thời gian khá dài. Điều này thì thật ra là nó cũng tương đương với việc là chúng ta có mất đi gần 1% GDP cho khoảng thời gian là 18 tháng trước mắt sắp tới. Thì những ước tính này chỉ dựa trên một cái dự đoán về hành vi của ông Trump mà thôi, và cho đến bây giờ chúng ta vẫn không biết và chúng ta vẫn phải chờ đợi. Nhưng mà có thể thấy được ngay là ông ta chắc chắn sẽ tiến hành hai chuyện. Thứ nhất là giảm thuế trong nước của Mỹ, cái thứ hai và ông ta sẽ tiến hành giảm đi một số cái quy định đối với thị trường tài chính, và điều này là sẽ có lợi cho các ngân hàng của Mỹ, các quỹ đầu tư cũng như hoạt động đầu tư vào Mỹ, và điều này sẽ tác động đến cái việc là dòng vốn gián tiếp quốc tế sẽ chảy về Mỹ nhiều hơn, tại vì họ hưởng lợi từ cái việc là thuế đầu tư thấp hơn, và đồng thời là các cái công cụ để đầu tư của Mỹ sẽ dự kiến sẽ có thể được triển khai nhiều hơn, bao gồm những thứ như là tiền mã hóa, những thứ như là những cái quỹ ETF mà rất là đặc thù trước đây đã bị cấm chính quyền của Harris, vân vân và vân vân. Điều đó là chúng ta có thể thấy ngay trong cái phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ ngay trong ngày đầu tiên mà ông Trump xác nhận là chiến thắng. Còn xa hơn thì chúng ta vẫn phải chờ để xem. Thưa quý khán giả, với góc nhìn của ông Heng Kung Ho, trưởng bộ phận chiến lược thị trường ngân hàng UOB Singapore, đối với các nền kinh tế trong khu vực, các chính sách của Trump có thể dẫn đến một kịch bản lạm phát mới. Điều đó có thể góp phần làm cho lãi suất khó điều chỉnh hơn và góp phần củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Và rồi các nước Đông Nam Á sẽ ra sao? Ông Heng Kung Ho minh chứng các chính sách đối ngoại và thương mại mang tính đối đầu với Trung Quốc của Trump cũng có thể làm tăng rủi ro địa chính trị trên toàn khu vực, bởi nó kìm hãm sự phục hồi tăng trưởng và dòng chảy thương mại đối với Trung Quốc trên khắp Đông Nam Á. Điều này có thể khiến các chính quyền khu vực và ngân hàng trung ương phải hiệu chỉnh lại chính sách tài khoá và tiền tệ tương ứng vào năm 2025. Mặc dù hiện tại tăng trưởng kinh tế và triển vọng thương mại của Đông Nam Á vẫn tươi sáng, nhờ sự phục hồi của chi tiêu bán lẻ và xuất khẩu hàng điện tử trên toàn khu vực. Hầu hết các quốc gia trong khu vực dự kiến sẽ chứng kiến tăng trưởng GDP và sức mạnh tiền tệ cao hơn vào năm 2025. Trao đổi với báo Đầu tư Tài chính, tiến sĩ Ngô Di Lân, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao cho rằng, nhìn tổng thể, chính sách đối ngoại của ông Trump ở nhiệm kỳ 2 có thể sẽ quyết liệt và được triển khai một cách có hệ thống, mạch lạc hơn so với nhiệm kỳ đầu. Bởi lẽ những thay đổi trong cục diện quốc tế đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện hơn. Trong khi đó, vẫn duy trì tính đối đầu trong một số lĩnh vực, đặc biệt là với các quốc gia cạnh tranh chiến lược. Và theo tiến sĩ Lân, điều này cũng mang những hàm ý đối với khu vực và Việt Nam. Bởi trên bình diện kinh tế, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu có thể mở ra những cơ hội mới cho khu vực, đặc biệt là chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, thúc đẩy việc hình thành các trung tâm sản xuất mới trong khu vực.
Trong lĩnh vực an ninh hàng hải, Washington nhiều khả năng sẽ tăng cường các hoạt động tự do hàng hải, đồng thời đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng với các quốc gia ven biển. Điều này phản ánh nhận thức về tầm quan trọng chiến lược của các tuyến đường biển trong khu vực đối với lợi ích của Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các nước trong khu vực vẫn là duy trì được không gian chiến lược tương đối độc lập, bởi trong bối cảnh cạnh tranh các nước lớn ngày càng gay gắt, các nước nhỏ đứng trước những lựa chọn khó khăn trong cả quan hệ kinh tế lẫn an ninh, do đó đòi hỏi khả năng cân bằng khéo léo giữa các mối quan hệ đối tác. Dưới góc nhìn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nếu ông Trump sẽ đánh thuế cao với hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc, điều này có thể tạo nên một làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đó là nhiều khả năng Mỹ sẽ áp những biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ nền sản xuất trong nước, liên quan đến thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại. Và cũng nhân cơ hội này, Việt Nam có thể đề nghị Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường để lâu dài tránh được cáo buộc Việt Nam bán phá giá. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thường Lạng, Việt Nam cần tăng cường hợp tác với Mỹ về lĩnh vực thương mại, đầu tư, thậm chí có những hợp đồng về năng lượng xanh, năng lượng sạch, khí đốt. Và đây là cơ hội nhận đầu tư, cũng là cơ hội kết nối nhiều hơn với thị trường Trung Quốc. Tóm lại là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bình luận của Tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, giảng viên Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhìn chung, Việt Nam không chịu ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách kinh tế từ Mỹ mà sẽ là gián tiếp. Trong ngắn hạn, nhiều khả năng kinh tế Mỹ sẽ hưng phấn, góp phần thúc đẩy tích cực tới thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Về dài hạn, rất khó đoán định do phụ thuộc vào việc ông Donald Trump sẽ thực hiện đến đâu những lời hứa trước và sau khi tái đắc cử. Tiến sĩ Linh dẫn chứng, nếu Mỹ tăng thuế quan với hàng nhập khẩu của tất cả các nước, đặc biệt đánh thuế 60% với hàng Trung Quốc, trong trường hợp này, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ ngày càng gay gắt, tác động tới Việt Nam sẽ có cả tích cực và tiêu cực. Trong đó, mặt tiêu cực là hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ cũng đứng trước nguy cơ thuế quan cao. Mặt khác, Việt Nam có thể ở vị thế tốt hơn trong xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ so với Trung Quốc. Nhưng Việt Nam cũng cần cẩn trọng trước khả năng hàng Trung Quốc sẽ mượn Việt Nam là nơi trung chuyển để xuất khẩu sang Mỹ. Khi đó, Việt Nam đứng trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt thương mại. Về diễn biến của đồng đô la Mỹ, theo Tiến sĩ Linh, ông Trump đắc cử được nhiều nhà đầu tư coi là tin tốt cho chứng khoán và kinh tế Mỹ. Do ông Trump có thể giảm thuế trong nước và được kỳ vọng điều hành kinh tế tốt hơn bà Harris. Điều này dẫn tới tăng chi tiêu và tăng trưởng kinh tế cao hơn, kích thích dòng vốn đổ vào Mỹ và làm gia tăng giá đồng đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa sẽ tăng thuế nhập khẩu, kéo theo giá hàng hóa trong nước đắt hơn, trong khi tăng chi tiêu của người tiêu dùng từ việc giảm thuế sẽ tạo ra áp lực lạm phát, khiến Fed không cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, kéo theo đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá. Thực tế là ngay khi có tin ông Trump gần như đắc cử, đồng bạc xanh đã bật tăng trong ngắn hạn, còn trong dài hạn, giá trị đồng đô la Mỹ sẽ thay đổi như thế nào tùy thuộc vào các chính sách thương mại và cách điều hành. Do vậy, rất khó nói trước ông Trump có thể muốn thi hành một chính sách đồng đô la Mỹ yếu để hỗ trợ xuất khẩu. Về phía Việt Nam, nếu quả thật Trump thành công trong việc làm đồng bạc xanh yếu đi, đồng nghĩa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, vấn đề tỷ giá không quá quan ngại. Cái đáng lo là thứ rất dễ bị Mỹ quy kết là quốc gia thao túng tiền tệ. Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp, bà Nhan Húc Quân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì giấy nhôm New Toyo cho rằng bất kỳ một tổng thống Mỹ nào nhậm chức cũng đều có chính sách đối nội và đối ngoại nhất định. Do vậy, chúng ta đều thấy có mặt thuận lợi và khó khăn. Tổng thống của những cái nước lớn thì họ sẽ có những cái chính sách đối ngoại và đối nội nhất định. Như vậy thì mình đã thấy trong cái nhiệm kỳ trước của ông Trump là đảm bảo cái quyền lợi của doanh nghiệp Mỹ, công ăn việc làm của người Mỹ. Như vậy thì tổng thống sẽ có những cái chính sách đối ngoại về đánh thuế, nâng cái mức thuế nhập khẩu với một số nước nhất định, và doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ nhìn thấy là song song cả mặt thuận lợi và khó khăn. Khó khăn là những cái doanh nghiệp ở những cái nước bị đánh thuế cao, họ sẽ có cái làn sóng họ di dời vào Việt Nam. Họ tạo công ăn việc làm cho Việt Nam, họ tạo những cái vấn đề về đóng góp về ngân sách thuế, nhưng mà mặt khác họ cũng là những cái đối thủ cạnh tranh rất là lớn với những cái doanh nghiệp Việt Nam.
Điều đầu tiên là mình phải hiểu được cái nhu cầu của thị trường mình muốn đến là gì. Rồi cái nữa là mình phải đánh giá lại cái năng lực đáp ứng của mình tới đâu. Tại vì khi mà chúng tôi nhắm đến những cái thị trường lớn như vậy thì bắt buộc người ta sẽ có những cái yêu cầu nhất định về cái mức độ đáp ứng của doanh nghiệp. Ví dụ họ sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn, ví dụ ISO là cái chuyện rất bình thường rồi. Họ sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải có những cái chứng thư giống như là FSC là về an toàn vệ sinh thực phẩm ở cái mức cao hơn, thậm chí họ yêu cầu những cái ISO 14.000 chẳng hạn về những cái môi trường, những cái khả năng đáp ứng về những cái tiêu chí về môi trường, về trách nhiệm xã hội. Thì muốn làm được tất cả những cái thứ đó thì cái nội lực của doanh nghiệp rất là quan trọng. Thuận lợi chúng ta thấy là những cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng do những cái làn sóng doanh nghiệp của nước ngoài họ đầu tư vào Việt Nam. Rõ ràng cái cơ hội việc làm và những cái mặt về nộp ngân sách thuế của Việt Nam về những cái năm sắp tới thì chắc có lẽ sẽ tăng, bởi vì cái làn sóng đầu tư nước ngoài họ đổ về Việt Nam. Do Việt Nam mình có những cái hiệp ước thương mại tự do rất là đáng giá và những cái nước láng giềng không có. Kính thưa quý khán giả, trở lại với nước Mỹ, ông Heng Kung Ho nhận định, một điểm đáng lo cho nước Mỹ là trước cuộc bầu cử, cả hai ứng cử viên tổng thống đều không tập trung nhiều vào sự suy giảm ngày một nhiều hơn về triển vọng tài chính của Hoa Kỳ. Đó là nợ công chưa thanh toán của quốc gia đã tăng vọt từ dưới 20.000 tỷ đô la Mỹ trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020 lên mức hiện tại khoảng 30.000 tỷ đô la Mỹ. Văn phòng Ngân sách Quốc hội đã dự báo một bước tăng vọt hơn nữa trong nợ công chưa thanh toán có thể vượt quá 50.000 tỷ đô la Mỹ hoặc 120% tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ vào năm 2034. Và khi nợ tăng, sẽ có tác động tiêu cực rộng rãi đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Chẳng hạn tăng trưởng kinh tế có khả năng sẽ chậm lại vì doanh thu kho bạc Hoa Kỳ thu được sẽ được sử dụng để trả lãi thay vì phục vụ nhu cầu dài hạn của nền kinh tế Hoa Kỳ. Các cơ quan xếp hạng tín dụng đã gợi ý rằng việc hạ xếp hạng tín dụng có chủ quyền của Hoa Kỳ có thể xảy ra trong trung hạn nếu tình trạng nợ tài chính xấu đi không được kiểm soát. Một vấn đề được rất nhiều người quan tâm sau thương mại là nhập cư, cũng là vấn đề đặc trưng của Donald Trump. Từng tuyên bố đắc cử trong nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ tiến xa hơn nhiều so với 4 năm trước, tức thực hiện chiến dịch trục xuất nhập cư lớn nhất nước Mỹ, đồng thời khôi phục một số chính sách gây tranh cãi từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Đó là chương trình Remain in Mexico, Title 42 và lệnh cấm đi lại nhắm vào một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Trước khi đắc cử, ông đã tuyên thệ sẽ hủy bỏ các chương trình bảo vệ những người không có giấy tờ khỏi bị trục xuất, bao gồm cả trẻ em, đồng thời thu hồi tình trạng pháp lý của hàng trăm nghìn người nhập cư có khả năng vào Mỹ, theo chương trình tình trạng được bảo vệ tạm thời của liên bang. Ông Trump cũng đã gợi ý rằng sẽ chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ của những người không có giấy tờ và áp dụng kiểm tra ý thức hệ đối với những người nhập cư. Thưa quý khán giả, đối với Việt Nam, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều có chung nhận định cần tiếp tục phát huy thế mạnh của chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, đa dạng hóa và mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều đối tác nhằm nâng cao vị thế và tiềm lực quốc gia, từ đó thích ứng tốt hơn trước những biến động khó lường của môi trường quốc tế trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.